Một Mẫu Chân Váy đang có một cái chương trình ưu đãi vô cùng là hấp dẫn với một giá vô cùng tuyệt vời cho khách hàng thân yêu. Vậy giá là bao nhiêu các chị ơi? Hãy để lại dấu chấm để dưới đây có thể báo giá ưu đãi tốt nhất dành cho các chị gái cũng như là tư vấn cho các chị gái về size số nha các chị nhá. Dạ vâng, Mẫu Chân Váy làm hài lòng từ những khách hàng cao 1m48 cho đến những khách hàng cao 1m65 đây ạ. Như em đang mặc là 1m65 các chị yêu của em nhá. Vậy thì các chị yêu còn chần chờ gì nữa ạ? Một cái mẫu chân váy mà được hàng triệu triệu phụ nữ Việt Nam đã sở hữu và cũng đã tin dùng rồi các chị yêu của em ạ. Bởi vậy thì các chị yêu của em, nếu ngày hôm nay mình đã biết đến mẫu sản phẩm này và còn được hưởng một chương trình ưu đãi hấp dẫn như vậy thì các chị ấy nên tham khảo, nên bổ sung vào trong tủ đồ của mình mùa hè này một chiếc chân váy xòe dòng chất liệu von cao cấp của Zidane các chị nhá. Và để còn được hưởng những mức giá ưu đãi thì các chị ấy hãy tận dụng cho mình một cái cơ hội tuyệt vời nhất có thể để bổ sung sản phẩm vào tủ đồ của chúng ta các chị yêu của em nhá. Dạ vâng, mẫu chân váy được thiết kế là chân váy xòe thiết kế 2 lớp với dòng chất liệu von cao cấp nhập khẩu. Vậy thì các chị ơi, mẫu áo chân váy này hiện tại Zidane đang có size từ size S cho đến size 2XL, phù hợp với những khách hàng từ 40 cho đến khách hàng 65-67kg có thể mặc vừa nhá. Vậy thì các chị ấy hãy nhanh tay để có thể sở hữu mẫu chân váy này, để lại số điện thoại ở dưới video này để Zidane có thể báo giá cũng như là tư vấn cho các chị được không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những khách hàng thân yêu đã tin yêu và GDA cũng như là đã đồng hành cùng GDA trong suốt một cái chặng đường dài vừa qua như các chị yêu của em nhá.